Một số người dân ở một thôn của tỉnh Bắc Ninh đưa thông tin lên mạng xã hội cho hay trong ngày 20 tháng 4 đã có đụng độ giữa dân và nhà chức trách do tranh chấp đất đai. Địa điểm xảy ra đụng độ là thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong của tỉnh. Nơi này chỉ cách ranh giới với Hà Nội chưa đầy 10 km. Thông tin của người dân trên Facebook được nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội chia sẻ, chứa các bức ảnh và video cho thấy nhiều người dân và cảnh sát cơ động đã đối đầu. Số người của cả hai bên ước tính lên đến hàng ngàn người. Người dân nói chính quyền đã tìm cách thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt ở khu ruộng 14 mẫu có tên là Đồng Cốc. Họ khẳng định vẫn canh tác ở đó và nộp thuế đầy đủ qua nhiều thế hệ. Dẫn luật đất đai, người dân xác định đất của họ là ruộng lâu dài, nhưng vì một lý do nào đó còn chưa được làm sáng tỏ. Cách đây 3 năm, ông trưởng thôn, người này đã từ chức, đã ký một biên bản biến khu đất đó thành ruộng công ích. Việc làm này không thông qua một cuộc họp với dân, không có sự đồng ý và chữ ký của dân. Họ khẳng định sự thay đổi này là sai luật đất đai 2013. Điều này dẫn đến hậu quả là khi chính quyền dự định lấy khu đất hơn 50.000 m2 của Vọng Đông để làm một khu công nghiệp, người dân có thể bị thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la. Thời gian gần đây, người dân đã gửi đơn khiếu kiện, chính quyền đã tìm cách đối thoại, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận do người dân không chấp nhận mức giá đền bù mới đề xuất là 21.000 đồng một mét vuông. Ngày 20 tháng 4, hàng trăm cảnh sát cơ động đã cưỡng chế khu đất. Xô xát đã xảy ra, nhưng đến cuối ngày, chính quyền chưa lấy được đất. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 km và có bạn bè là người địa phương, gửi nhờ đăng thông tin lên Facebook cho VOA biết thêm. Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Thế nhưng mà bà con thì có nghĩa là giải tán cái đám đông đấy thôi, chứ còn thì hiện tại thì bà con vẫn đang cắm chốt ở cái vùng đất đó. Chính quyền chưa lấy và hiện nay thì bà con cũng quyết tử để giữ đất, thậm chí họ đã mua một số những cái quan tài và họ đã đang đốt hương sẵn ở ngoài đó, họ dựng lều dựng trại ở ngoài khu đất đó để họ giữ đất. VOA đã cố gắng liên lạc với các quan chức địa phương để kiểm chứng thông tin vào chiều muộn cùng ngày, song không có kết quả. Vụ việc mới nhất này xảy ra vào lúc đối đầu cũng liên quan đến tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, vẫn bế tắc trong 6 ngày qua. Người dân ở Đồng Tâm đã chống trả một nỗ lực cưỡng chế đất vào ngày 15 tháng 4. Hiện giờ họ đang cố thủ trong thôn Hoành, cầm giữ 20 người gồm nhiều cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương. Nhà chức trách trong những ngày qua đã không cho báo chí chính thống đăng các bài chi tiết về vụ Đồng Tâm, trong khi mạng xã hội có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thậm chí trái ngược nhau về những diễn biến ở đó. Tuy nhiên, ông Đường Văn Thái cho hay, người dân ở Vọng Đông Bắc Ninh không hề biết về vụ Đồng Tâm. Hầu như là mọi người không biết, hầu như là mọi người dân ở đây họ rất là thuần túy, bởi vì ở đây là cái vùng nông nghiệp thuần túy và họ ít va chạm với mạng xã hội, bởi vì là ở xung quanh cái khu vực đó là dân là làm làng nghề, họ cũng suốt ngày là cắm đầu vào công việc, cho nên là họ cũng ít để ý cái chuyện mạng xã hội. Cho nên là cái thông tin lan tỏa nó rất là hạn chế. Ông Thái từng làm việc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đã từ bỏ đảng và nghỉ việc nhà nước từ năm 2015 do thấy những bất công trong các hoạt động thu hồi và đền bù đất đai của nhà nước. Hiện nay, ông tích cực hoạt động vì quyền đất đai của người dân. Tranh chấp đất đai ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến bạo lực chết người như ở Đắk Nông hồi tháng 10 năm 2016. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã kêu gọi Quốc hội sửa luật đất đai, công nhận quyền tư hữu cũng như rà soát lại các quy định về thu hồi và bồi thường. Thank you.
Con lấn của Việt Nam đấy, đéo ra đấy mà giữ. Con nạt đéo thì dân chúng tôi. Dân ngu cô đen. Trả tiền chúng tôi cho được ngay. Tiền đéo trả được bây giờ là. Trả tiền dân đi. Con mày quay đâu? Mày qua nghe điện thoại đâu? Tiền đéo trả, đòi làm được. Không tha mô mà thẳng tính. Mày không biết quay, vừa lấy cái thằng công an nó bể gây tay cái chẹo tay mà tính cho mày không biết quay. Chuyện hết, cái này là tính chưa? Chẹo tay mà tính nhờ. Nằm ở trong kia. Nằm ở trong kia. Mấy thằng hiểu này. Mở phủ lắm không có chống được mãi đâu. Mai nó vào đây mở cửa xe đi. Mai cứ vào đây lại. Chuyện này là công cho con. Gớm lắm, phải nhớ rồi. Không ai mà nhìn khốn nạn này. Mà không ai trực tiếp với cái hàng mặt khốn nạn này. Mai có vào được không? Mà công an đéo gì mà chẳng đến tên đéo thì cả quay một lát kia kìa. Tên đất của mình mà muốn mình nghĩ. Tên đất của chúng tôi chỉ là chuyện mà cứ đứng đằng sau của chúng tôi. Tiền không được trả thuê nào. Chẳng mai cứ thử vào ấy xem nào. Tiền đéo giả. Dân làm mình không dám đổ xô vào. Ôi trời ơi, tôi đổ mẹ con lên. Lên mẹ giờ chúng ta. Ôi trời ơi, tôi đổ mẹ con lên. 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 Con hạ vứt mẹ con hạ. Thằng nào dám nhảy lên đây sờ với tao luôn. Thì bà chúng mày giỏi mai lại vào đây lừa dân tao sáng nay lừa dân tao có sao đi mà thằng nào mà tham ô mà ăn là mẹ mày là sâu vợ con cũng cũng mẹ mà bố láo cướp trắng đất của dân này chứ không chế lại đâu lên đầu thì thằng dám sờn tôi chọc chân đấy. Chúng mày gọi ra đầm tâm đức tây hạ tây em thấy chúng mày giỏi. Mẹ chúng mày đang giỏi ra cái chỗ sống biển lên xem nào. Chúng mày quay mặt tao đi. Mẹ chúng mày. Chúng mày được mấy đồng về thì mẹ con chúng mày cũng đục luôn. Chúng mày được mấy đồng về. Chúng mày chỉ là con chó thôi. Chúng mày nghe chưa? Con chó đi. Mẹ hắn hẳn. Mẹ hắn hẳn. Chưa đưa lên đây. Chúng đéo ở đây. Bảo rồi, đây nó được lùa ban trưa mình về rồi. Ban trưa về. Dám bắt tao, dám bắt tao. Có quyền, nó được lùa ban trưa mình về. Rồi, bắt đầu lùa. Nó quay nó quay nó bắt gì nó quay nó bắt gì bắt gì thế này mới ra cái biển đảo đang sinh lái cơ có tàu đang đi sờ thì không đi làm được đánh quả đi được đi về đây này đánh trong Trung Quốc rồi này. Mẹ cho bố mày đi đâu? Mày đó làm gì đâu? Cho bố tao đấy. Ba tuổi nay cho bố mày cho mày cho bố tao đâu? Bố mày không cho làm cho bố đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho bố tao đâu? Bố mày cho bố mày cho lên xã lên huyện tất cả lên xã lên chú huyện ngồi ở chú huyện đây cứ ngồi lên xã đấy
kéo con lên, thả lan con lên. Mày không lấy thế thiệt. Nó mình đưa quyền chửi chúng nó cướp của mình đưa quyền chửi. Đúng rồi, mình đưa quyền chửi. Sợ cái gì? Các bà sợ thì chửi thôi. Không không không, nhà mình đâu, mà chửi nó thôi. Cũng không mà mình đâu. Nó cướp của mình phải chửi. Con nói cả cái cho làm nó tóm cái xe đấy. Đấy, độc nói đây mà. Đấy, nói nóng tóm mà. Mà ông Kinh nó đè ra lô mà dâm dụ rồi nó tóm rồi cả Hà Nội nữa đây. Rồi thằng Tuấn đây. Nó là con người đâu mà. Rồi sau chúng tai nạn chết hết thôi. Thằng nào quay cứ giỏi quay mặt tao, mày quay rõ vào. Đấy, để toàn bọn chó thôi. Giỏi đi biển đảo giữ Trung Quốc đi làm gì. Ra ngoài sợ dân mặt này. Không cũng ở nhà bắt làm. Mà cứ bỏ quân phục ra là sụp luôn. Bây giờ dân trả đóng cái hơn mình có quân phục. Ra đi đấy, ông đi đứng đấy. Cướp của dân thì sao đấy? Đây là đất người ta mà cướp trắng mà gần đây người ta bắt nạt à?
Cứ ở xe thôi đấy. Mẹ tối chứ mà thì ra lang nè. Chó ăn hết rồi đâu. Có đéo còn ăn hết còn đâu đâu mà để cho người ăn nữa. Tiền thì không muốn giả. Tiền không muốn giả. Nó có cho nào đéo là mà xong. Ăn giả ra chứ ra cho mà làm. Nó chặn hết đường rồi xong rồi vào làm nào được. Đi đuổi rồi. Ôi, cắt bà già nó đè gần chết rồi ở trong đồng cái này. Nó này để cho vào cơ. Mấy thằng danh con bấm mặt ra sữa đi mày. Chó nó vào chúng nó chỉ muốn sữa chó thôi. Nó ăn tức cả con nữa nào. Nó chưa đủ tuổi. Nói nhanh không buồn. Đây là đất của chúng ta ấy, nhưng mà đùa ơi. Ở Đồng Cốc ăn săn và đến đây là quá đáng quá rồi. Mà nói này này này. Ăn lương ăn lẩu cũng là cái bàn chân của tay của mọi người. Người ta đang khóc. Quần áo nữa là vẫn là dân đóng tiền hết. Cứ để xe đây chẳng hạn gì vậy. Bất của mình sẽ không hạn. Mẹ ông hỏi làm gì đấy. Bất của mình sợ đéo phải lỗi đấy. Đó cái cả làm rồi hồ đây. Mai vào cho chết hết mẹ. Đi lồng là thứ nữa. Đu đi chờ chờ tung lồng. Làm điếu cái trời này. Sao người ta phải có cái nói như thế? Vì người ta bao bức xúc. Bọn mày có về liếm lồn của nhà tao nữa không? Để tao cứ bảo con tao ra cho liếm. Là còn bắt người vô chứng cứ. Bây giờ đề nghị công an đề nghị tiếp. Đã bắt người đó. Đã bắt người đó. Đã bắt người đó.
Đây giả đây, nó không không bà cô kia đây, không bà cũng không phải ngồi dưới đây. Đây là dân của đất đâu, đất của công đâu, phải bóng quyền, dân làm việc của phải là quốc pháp của bóng. Nói chung là tóm lại là cánh. Bây giờ tôi hỏi các ông này, cũng là đất của chúng tôi, các ông có quyền đủ. Cái đây đất của chúng tôi, sao chúng tôi không có quyền đủ vậy? Không có cho đi đây. Cho đi hết này. Đây. 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 Đấy, bà có thể chưa đấy? Đất của người ta đi xâm chiếm, đi cướp, cướp của, bắt người, vô chứng cứ. Ôi giời, anh em giúp đi. Cướp của, bắt người, vô chứng cứ. Công an thế này là công an vậy là đè bẹp dân. Đời ơi, cho em đánh tàu, đánh này là có đủ, cái này là có đủ. Cầu nào không có nạn như này. Cái này là con cầu, bọn này là con cầu, bọn này là con cầu. Các người dân thử xem không ngon. Trung Quốc, Việt Nam không nên nói thế này nữa. Nuôi bao giờ nên nuôi thế này. Nuôi chó nhà, con đường thịt nuôi chó này, thịt mẹ chết chỉ trôn. Cắn này chú ông mắng đấy. Chó này nó thê, phải ăn tiền. Nói chung là nói những thằng đứng sau kìa. Ôi, những thằng đứng sau là thằng đéo là cũng như nhau hết. Thằng đéo là thì thằng. Thằng đéo là cũng như nhau hết. Các bà cứ để xem. Mày cũng như tao thôi. Cái thương chó săn ngày nào cũng rể của làng đi à. Thịt mẹ ơi, chúng mày có nhà nước ngoài không? Toàn nói thịt mẹ nó dành con tấm mặt nó sữa nhìn. Bọn mày như tao thôi. Bọn mày chỉ là thằng đấy là thuê thôi. Còn mấy cái thằng danh con này thì khác là con chó. Chó thì nó cứt. Chứ còn nhá, chúng mày ở đây được một tháng không? Cho chúng con tâm đây, chúng con này nó phải ra đường đường đi cứ mấy lông vào cái đường vẫn không được, gan này chỉ ăn cướp gan thôi. Dân mình nói đây, dân mình nói đây, dân mình nói đây. Bọn này thì ăn tiền làm thuê thôi, chầu như chó để đất cứt. Bọn trong kia nói hơn.